Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 8, mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự với những thông tin đáng chú ý sau đây. Đại lễ Vu Lan Phật lịch 2563. Rà soát sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng. Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại nông nghiệp. Hòa Thành sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Phóng sự đảm bảo an toàn giao thông khu vực khu công nghiệp Chà Là. Cuối chương trình là một điểm tin cuối tuần. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 3 tháng 8 năm 2019, Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh tổ chức đại lễ Vu Lan nhân mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2563, dương lịch 2019. Dự lễ có ông Lý Trung Đông, Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy Tây Ninh, bà Đặng Minh Lũy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tôn giáo Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tặng lãng hoa chúc mừng đại lễ. Mùa Vu Lan báo hiếu hàng năm là dịp nhắc nhở các thế hệ con cháu nhớ tới công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ, ông bà, tổ tiên, cũng như những đóng góp to lớn của các anh hùng dân tộc, những người có công với đất nước. Các đại biểu đã được cài hoa hồng với ý nghĩa ghi nhớ công ơn của các đấng sinh thành. Ông Lý Trung Đông, Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy Tây Ninh, chúc mừng chư Hòa Thượng, Thượng tọa, Đại Đức Tăng Ni Phật tử, đồng thời biểu dương sự đoàn kết và những đóng góp của giáo hội, của Tăng Ni Phật tử trong việc chung tay hỗ trợ cho công tác an sinh xã hội của tỉnh nhà. Thưa quý vị, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 về công tác xây dựng đảng, Ban Thường vụ tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng thực hiện tốt chỉ thị số 28 ngày 21 tháng 1 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng. 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đưa ra khỏi đảng 79 trường hợp, trong đó nguyên nhân được Ban Thường vụ tỉnh ủy xác định tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt và sinh ra khỏi đảng, mặc dù đã được các cấp ủy có quan tâm đề ra nhiều giải pháp khắc phục nhưng chưa được kéo giảm. Nguyên nhân do đảng viên đi làm ăn xa, du học, hợp tác lao động, có nguyện vọng sinh sống và làm việc lâu dài ở nước ngoài, không thể tham gia sinh hoạt đảng. Kết luận tại hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm, ông Nguyễn Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, giao Ban Tổ chức tỉnh ủy tích cực tham mưu Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy đẩy mạnh các biện pháp kết nạp đảng viên có chất lượng hiệu quả. Các cấp ủy tổ chức đảng tăng cường công tác kết nạp đảng viên, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng, đồng thời cũng rà soát sàng lọc đưa ra khỏi đảng những đảng viên không còn đủ tư cách theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương đảng. Năm 2019, Tây Ninh phấn đấu thực hiện xây dựng nông thôn mới, hướng đến mục tiêu chung của kế hoạch tiếp tục tập trung xây dựng nông thôn mới, gắn với cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao, bền vững, làm thay đổi nhanh bộ mặt nông thôn. Thực hiện đồng bộ giữa đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu về kinh tế xã hội nông thôn gắn với phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng biên giới. Xây dựng môi trường văn hóa xã hội lành mạnh, văn minh, dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Bảo vệ môi trường nông thôn, làm chuyển biến rõ nét theo hướng xanh, sạch đẹp, quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững. Phấn đấu huyện Hòa Thành đủ điều kiện xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, có 100% xã đạt chuẩn và 9 tiêu chí huyện nông thôn mới, theo quyết định số 5558 trên quy đề TTG ngày 5 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. 38 xã còn lại trung bình mỗi năm, xã tăng ít nhất 2 tiêu chí. Tổng dự kiến nhu cầu nguồn vốn đầu tư năm 2019 là 2.100 tỷ đồng. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Ninh thực hiện hiệu quả công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chương trình của các sở ban ngành tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, nhất là chất lượng công tác thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thưa quý vị, chất lượng tiếp xúc cử tri được nâng lên. Đây là nhận định chung của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sau hơn 2 năm thực hiện quy chế phối hợp về thực hiện tổ chức tiếp xúc cử tri giữa hai đơn vị.
Trên cơ sở những kiến nghị của cử tri, một phần được trả lời tại hội nghị, số ý kiến còn lại được Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân trả lời cũng như theo dõi đôn đốc, giám sát việc giải quyết trước các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri được Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo giải quyết, nêu rõ trách nhiệm giải quyết, thời gian giải quyết đã tạo được niềm tin trước cử tri và nhân dân. Theo nhận định, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đa số các điểm tiếp xúc cử tri có sự tham gia của lãnh đạo chính quyền địa phương và ngành chuyên môn để trực tiếp trả lời những kiến nghị của cử tri, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tiếp xúc cử tri. Thông qua ý kiến kiến nghị của cử tri, Thường trực Hội đồng Nhân dân lựa chọn một số nội dung nóng bức xúc để giám sát, khảo sát, kiến nghị, cũng là một giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân và niềm tin của cử tri với đại biểu. Thưa quý vị, để tăng tốc nhanh hơn công cuộc giảm nghèo, phát triển bền vững, xây dựng nông thôn mới, trong buổi làm việc với Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam mới đây, ông Phạm Văn Tân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, đề nghị phía Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam quan tâm bổ sung thêm nguồn vốn tín dụng chính sách cho tỉnh, nhất là nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm với số vốn đề nghị là 120 tỷ đồng. Đại diện Sở Ngành tỉnh cũng đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội cần có chính sách tiếp tục hỗ trợ cho hộ vừa mới thoát nghèo để thoát nghèo bền vững, mở rộng chương trình cho vay đối tượng sinh viên hộ nghèo sống khu vực đô thị, tăng thêm nguồn vốn cho các tổ chức chính trị xã hội để hỗ trợ cho cán bộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, xem xét tăng nguồn vốn quỹ giải quyết việc làm để tạo cơ hội cho cán bộ đoàn, đặc biệt đối với những cán bộ không chuyên trách, quan tâm thực hiện đề án hỗ trợ nguồn vốn thực hiện chính sách thoát nghèo của địa phương. Hiện nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Tây Ninh đang triển khai 12 chương trình tín dụng chính sách của chính phủ và một số chương trình do Ủy ban Nhân dân tỉnh và huyện, thành phố ủy thác với tổng dư nợ đến nay đạt 2.345 tỷ đồng, với 108.584 khách hàng còn dư nợ. Trong hơn 16 năm qua đã có gần 389.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn, góp phần giúp cho gần 40.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, giải quyết việc làm cho trên 40.000 lao động, giúp cho trên 58.000 học sinh sinh viên có vốn để trang trải chi phí học tập, gần 134.000 hộ được xây dựng công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, trên 1.200 căn nhà cho hộ nghèo, trên 34.000 lượt hộ ở vùng khó khăn được vay vốn sản xuất kinh doanh. Thưa quý vị, để đạt được mục tiêu đề ra theo định hướng phát triển nông nghiệp tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 là giảm diện tích còn 125 ha, sản lượng đạt 665.000 tấn, năng suất phải đạt trên 53 tạ 1 ha. Ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh đang phát triển những vùng chuyên canh cây ăn trái, vùng sản xuất lúa chất lượng cao. Ông Võ Đức Trông, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Ninh cho biết, Tây Ninh đã lập đề án nâng cao hiệu quả sản xuất lúa và xây dựng vùng lúa chất lượng cao tại các xã thuộc 6 huyện trồng lúa trọng điểm của tỉnh, gồm Trảng Bàng, Gò Dầu, Bến Cầu, Châu Thành, Chư Minh Châu, Hòa Thành. Trong đó, mỗi huyện đều có các mô hình khuyến nông trình diễn nhân giống lúa và trình diễn sản xuất lúa. Đồng thời, mỗi huyện xây dựng một mô hình sản xuất lúa được chứng nhận Việt Gáp ít nhất 30 ha một mô hình. Đến năm 2020, diện tích sản xuất lúa chất lượng cao chiếm trên 30% diện tích sản xuất lúa cả năm của tỉnh. Trong đó, diện tích sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn Việt Gáp ít nhất là 180 ha. Ngày 2 tháng 8, huyện Hòa Thành sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 6 tháng đầu năm, Ban An toàn giao thông huyện chỉ đạo các ngành, thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. 6 tháng, lực lượng thanh tra giao thông huyện Hòa Thành đã phối hợp kiểm tra trên 700 trường hợp mua bán lấn chiếm lòng lề đường, tạm giữ 172 trường hợp, nhắc nhở cho ký cam kết 535 trường hợp, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 31 trường hợp với số tiền trên 190 triệu đồng. Tuần tra kiểm soát giao thông trên 3.600 cuộc, phát hiện lập biên bản trên 1.500 trường hợp vi phạm, chuyển kho bạc nhà nước trên 1,9 tỷ đồng. Số vụ tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm nay giảm 75%, số người chết giảm 75%, số người bị thương giảm 74%. Phát biểu tại hội nghị, ông Lý Văn Dì, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, đề nghị huyện Hòa Thành thực hiện giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là trong dịp hè, tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, lập lại trật tự giao thông đô thị, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông từ nay đến cuối năm 2019.
Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể, Ban An toàn giao thông tỉnh tặng giấy khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân. Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Thành tặng giấy khen cho 7 tập thể, 18 cá nhân đã có thành tích trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm. Sau 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 40 ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hiệu quả sử dụng vốn vay của các đối tượng được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội được nâng lên, trả nợ đúng hạn theo cam kết. Cụ thể, trong giai đoạn 2014-2019, số hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội là 166.896 lượt, số hộ vượt qua ngưỡng nghèo là 17.371 hộ, số học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học là 11.057 hộ, số lao động được tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm là 15.146 việc làm. Số lao động được đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là 2 lao động. Số công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được xây dựng là 166.008 công trình. Trong 6 tháng đầu năm, huyện Châu Thành đã phân khai chi tiết nguồn vốn xây dựng cơ bản được trên 86 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch vốn năm. Huyện đã triển khai thi công 39 công trình đầu tư mới, trong đó đầu tư xây dựng 20 công trình xây dựng nông thôn mới xã Ninh Điền, 2 công trình xây dựng trường học thuộc đề án giáo dục mầm non, hỗ trợ khác 2 công trình, 4 công trình chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Huyện đã giải ngân được trên 60 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch vốn, trong đó vốn tỉnh quản lý giải ngân đạt 100%. Vốn huyện quản lý giải ngân đạt 84% kế hoạch vốn, vốn xã quản lý giải ngân được 100%. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành, đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Châu Thành vẫn còn gặp một số khó khăn, như nguồn vốn hỗ trợ khác, vốn tỉnh hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, không còn nguồn thực hiện. Phải nhờ Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, dẫn đến việc chậm phân khai bố trí tất toán, các dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán. Nguồn vốn ngân sách huyện còn hạn hẹp, chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư trên địa bàn huyện. Quý vị thân mến, phóng sự đảm bảo an toàn giao thông khu vực khu công nghiệp Chà Là do phóng viên Yến Ngọc và Ngọc Hải thực hiện sẽ tiếp tục chương trình thời sự tối nay. Hiện nay, khu công nghiệp Chà Là có 4 công ty đang hoạt động, trong đó công ty Bô Hùng có số lượng công nhân đang làm việc đông nhất, khoảng 17.000 công nhân đang làm việc tại 19 xưởng khác nhau. Giờ cao điểm tại khu công nghiệp Chà Là được chia theo 2 mốc thời gian, buổi sáng từ 6 giờ đến 7 giờ 30 phút, buổi chiều từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, nhất là đối với thành phần là công nhân và có khoảng trên 135 xe ô tô chở khách, chở công nhân từ các địa phương khác đến làm việc tại khu công nghiệp. Bên cạnh đó, tuyến đường tỉnh lộ 784 đang trong quá trình nâng cấp sửa chữa nên có nhiều đoạn các phương tiện lưu thông rất chậm. Số trường hợp người điều khiển phương tiện không đi theo bên phải, theo chiều đi của mình, đi không đúng phần đường thường xuyên xảy ra, nhất là tại khu công nghiệp và tại ngã ba xã Chà Là, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Cái đoạn đường này thì mấy bữa cũng có kẹt xe nhưng mà cũng không có da quẹt, không đến nổi quá. Nó chạy tới đây cũng giảm tốc độ, mà đông thiệt, đông dữ lắm. Muốn cho nó không có gây tai nạn giao thông thì nó trống trải cái đầu của mình. Thì xét ra ở tại đây thì trong quá trình thời gian vừa qua cũng thì ở đây rất là ổn. Vì lý do này có một số thì không chấp hành là một số ít thôi. Còn ở đây cái lưu lượng công nhân thì nó rất đông. Những thứ nhất buổi sáng thì buổi chiều. Nhưng mà đây thì vi phạm thì có một số không thực hiện được cái chấp hành cái đèn xanh đèn đỏ. Trước tình hình trên, ngay từ đầu năm 2019, đội cảnh sát giao thông cũng đã tham mưu kịp thời ban lãnh đạo công an huyện xây dựng các kế hoạch chuyên đề về bảo đảm trật tự giao thông, tập trung xử lý những lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Trong đó lãnh đạo công an huyện cũng bố trí một tổ cảnh sát giao thông gồm 4 đồng chí tại khu công nghiệp Chà Là nhằm tổ chức tuần tra kiểm soát và ứng trực điều hòa giao thông vào các khung giờ cao điểm hàng ngày nhằm không để xảy ra ùn tắc giao thông. Trong 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Dương Minh Châu đã tổ chức trên 720 ca tuần tra,
lập biên bản hơn 1.500 trường hợp, tập trung vào các trường hợp vi phạm như dừng đỗ không đúng quy định, chạy quá tốc độ, không chấp hành tín hiệu đèn. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã phối hợp với công ty Bồ Hùng tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền với hình thức, nội dung, phương pháp tuyên truyền trực tiếp tại các giao lộ thông qua loa xe tuần tra. Cụ thể, đã tuyên truyền được 5 cuộc cho tài xế lái xe đưa rước công nhân và công nhân làm việc tại xưởng với số lượng khoảng 2.300 lượt người tham dự. Với những kết quả trên, tình hình trật tự an toàn giao thông tại khu công nghiệp Chà Là được ổn định. Chú là người dân sống ở địa phương ở xã Chà Là. Tình hình buổi sáng ở đây là xe cộ công nhân hơi nhiều. Tai nạn giao thông là nhờ từ ngày có anh em công an với là đèn xanh đèn đỏ ở đây nó cũng giảm bớt tai nạn giao thông. Trước đây tình nạn giao thông thì rất nhiều. Khu vực từ tuyến khu công nghiệp trở lên tới đèn xanh đèn đỏ thứ hai trên cua Bầu Cốp dưới cầu K3. Bên cạnh những cái mặt được trong thời gian qua vẫn còn một số cái khó khăn như tuyến đường 1 là tuyến đường tỉnh lộ 74 chưa được lắp đặt giải phân cách phân chia làn đường xe chạy. Hai là cái người tham gia giao thông chưa thực sự có ý thức tự giác chấp hành luật, là một số người vì lý do cá nhân thường xuyên vi phạm như hành lang an toàn giao thông, nhất là khu vực cổng khu nghiệp, rồi dừng đổ để mua bán. Trong thời gian mà giàu ca tăng ca của công dân không được phân bố theo mốc thời gian, nhưng cái lượng người đến lưu thông cùng một thời điểm rất đông cũng khó khăn. Dù còn có nhiều khó khăn trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu công nghiệp Chà Là, tuy nhiên trong thời gian tới, đội cảnh sát giao thông công an huyện sẽ tăng cường lực lượng tham gia tuần tra kiểm soát, kết hợp vừa quy động lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vừa nâng cao khả năng đấu tranh phòng chống các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông, góp phần ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông tại khu công nghiệp Chà Là, giúp cho người dân và công nhân lưu thông trên đoạn đường này cảm thấy an tâm hơn. Quý vị thân mến, thời lượng còn lại trong chương trình thời sự tối nay sẽ được dành cho một điểm tin cuối tuần. Sáng 29 tháng 7, đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn làm trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Tây Ninh để kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại tỉnh Tây Ninh trong mùa mưa bão năm 2019. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tây Ninh cần triển khai lồng ghép chương trình phòng chống thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phối hợp với các ngành trung ương xây dựng các bản đồ cảnh báo nguy cơ thiên tai tại những vị trí xung yếu, chủ động phòng chống dịch bệnh trước, trong và sau khi có thiên tai xảy ra. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện Tân Biên có 251 ca sốt xuất huyết, xã Tân Lập là địa bàn có nhiều ca sốt xuất huyết nhất huyện là 54 ca, tiếp đến là xã Thạnh Bình 49 ca. Con số này là một thực trạng đáng lo ngại. Theo đánh giá của đoàn công tác diện Baxter tại buổi làm việc với Trung tâm Y tế huyện Tân Biên, công tác vệ sinh môi trường ở khu vực ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên chưa tốt. Đoàn công tác của diện Baxter đề nghị huyện Tân Biên nói riêng và tỉnh nói chung cần tăng cường vai trò của ban chỉ đạo các cấp để mạnh truyền thông, nhanh chóng tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng ở những điểm có nguy cơ, giám sát chặt chẽ các ca bệnh, xử lý triệt để các ổ dịch. Trong tuần, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã đến tiếp xúc với cử tri các xã thị trấn tại các huyện trong tỉnh để thông báo kết quả kỳ họp thứ 12 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 và thông báo kết quả trả lời, giải quyết của cơ quan chức năng về những vấn đề mà cử tri kiến nghị trong các kỳ tiếp xúc trước. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của cử tri có liên quan đến các vấn đề trên các lĩnh vực giao thông, môi trường và an sinh xã hội. Ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống bệnh khảm lá cây mì, đã chủ trì hội nghị tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống bệnh khảm lá mì tại huyện Tân Châu. Tính đến ngày 25 tháng 7 năm 2019, toàn quốc có hơn 32.200 hecta mì bị nhiễm bệnh khảm lá, diện tích bị nhiễm nặng là hơn 5.000 hecta, đang phát sinh và gây hại ở 15 tỉnh thành, trong đó Tây Ninh có hơn 26.900 hecta.
có 70% diện tích tỷ lệ nhiễm bệnh dưới 30%, mức độ gây hại đến năng suất, chất lượng của mì được đánh giá thấp hơn so với giai đoạn 2017-2018. Thứ trưởng Lê Quốc Doanh yêu cầu các đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn trong công tác phòng chống bệnh, tăng cường công tác nhân giống mì sạch bệnh. Sáng ngày 1 tháng 8, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh đã đến thăm, làm việc với các đồn biên phòng Tân Hà, Cà Tum, Suối Lam và Tống Lê Chân. Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh tặng quà, chia sẻ khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc và biên chế của các đơn vị. Bí thư Tỉnh ủy chúc cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng tiếp tục thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới. Tây Ninh có 12 doanh nghiệp tham gia hội chợ thương mại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Kiên Giang. Các mặt hàng được mang đến hội chợ thương mại lần này là sản phẩm đặc trưng của tỉnh như bánh tráng, muối tôm, trà túi lọc, sung mỹ, nước hương mía và sản phẩm xây dựng xanh. Sáu tháng đầu năm 2019, tình hình buôn bán và vận chuyển hàng gian, hàng giả, hàng nhập lậu trên các tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh vẫn còn diễn biến phức tạp. Đó là nhận định của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 389 tỉnh Tây Ninh tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm. 6 tháng qua, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt xử lý 259 vụ, 119 đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, vận chuyển hàng cấm, tạm giữ hàng hóa trị giá 20 tỷ đồng, khởi tố 28 vụ, 33 bị can, phạt hành chính 86 đối tượng, với số tiền 6,7 tỷ đồng. Mùa hè xanh năm nay, Tây Ninh đã đón hơn 500 chiến sĩ tình nguyện đến từ các trường đại học cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh về đóng quân và tham gia chiến dịch tại 12 xã thuộc 4 huyện trên địa bàn tỉnh. Tại hội quân chiến dịch mùa hè xanh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 11 tập thể và 10 cá nhân. Ban thường vụ tỉnh đoàn tặng bằng khen cho 17 tập thể, 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động tháng thanh niên năm 2019 và tặng bằng khen cho 1 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch mùa hè xanh năm 2019. Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh cũng đã tặng bằng khen và biểu dương 9 câu lạc bộ đội nhóm đã có thành tích tiêu biểu trong các hoạt động tình nguyện trên địa bàn tỉnh. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.